Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh khói đá nguyên bản tự nhiên. Bên này có cái da bên này nhìn rất chi là đẹp này. Xin được soi đèn cho quý vị cùng thấy cái độ trong của đá. Độ trong của đá cực kỳ tốt luôn. Quý vị thấy đây. Soi ở phía sau. Độ trong của đá cực kỳ tốt. Một mẫu thạch anh khói. Chất đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Viên này có chiều dài của đá là 22 cm. Bề ngang ở điểm rộng nhất này nó là 10 cm. Và khối lượng của đá nặng là 1,8 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 270.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Chỉ việc để lại thông tin, địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nếu nó phát hiện không phải là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm tra kiểm định sản phẩm. Quý vị nếu nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc, còn nếu phải thu hộ thì quý vị chịu giúp phí ship cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên các sản phẩm đá đẹp tự nhiên, đá phong thủy để phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.